Cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh thông xe trở lại sau 5 tháng, người dân phấn khởi vì thoát ùn tắc. Sáng ngày 5 tháng 3, cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh quận Bình Thạnh chính thức cho tất cả phương tiện lưu thông trên cầu trở lại, bao gồm xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy. Như vậy sau khoảng 5 tháng tạm phong tỏa cầu để kiểm tra, sửa chữa sự cố đứt cáp ngầm, cầu vượt ngay cửa ngõ phía Đông thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh cầu Sài Gòn đã chính thức cho các phương tiện lưu thông, khiến người dân khu vực này vui mừng vì sẽ không còn lo cảnh ùn tắc vào giờ cao điểm nữa. Anh Đặng Trần Văn, ngụ Bình Thạnh, là một người dân sống tại khu vực trên khu vực cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, vui mừng chia sẻ. Sau khi cầu cấm xe lưu thông, con đường Nguyễn Hữu Cảnh và các con đường lân cận luôn trong tình trạng đông đúc. Hôm nay khi cầu được lưu thông hoàn toàn, tôi thấy đường thông thoáng hẳn, không còn lo ùn tắc nữa. Theo anh Văn, anh hy vọng sau khi tất cả các phương tiện đi qua cây cầu Nguyễn Hữu Cảnh thì các tuyến đường kết nối xung quanh được giảm tải, giải quyết được tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm. Hồi tháng 12 năm 2022, cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh cho phép xe máy lưu thông, riêng ô tô vẫn bị cấm. Sau thời gian khắc phục xong sự cố, vào cuối tháng 2 năm 2023, chủ đầu tư và đơn vị kiểm định đã tiến hành thử tải thành công và sau đó chờ các phương tiện còn lại lưu thông.